Phản ứng trước tin đồn dẫn dắt Man United trong tương lai, Gareth Southgate bày tỏ sự tôn trọng với đồng nghiệp Erik Ten Hag, đồng thời tuyên bố chỉ tập trung làm nhiệm vụ tại đội tuyển Anh. Trước hết, tôi đang là huấn luyện viên đội tuyển Anh. Nhiệm vụ của tôi là giúp đội tuyển vô địch Euro 2024. Hơn nữa, Manchester United cũng đang có một huấn luyện viên tốt. Thật thiếu tôn trọng khi truyền thông cứ tung tin về việc tôi sẽ dẫn dắt đội bóng này. Mọi chuyện nên dừng ở đây và tôi không có gì để nói thêm về Man United. Trước đó, báo chí Anh đưa tin Sir Jim Ratcliffe muốn mời Gareth Southgate về thay Erik ten Hag sau mùa giải 2023-2024. Hợp đồng giữa Southgate và FA còn thời hạn đến cuối năm nay, nhưng đôi bên vẫn chưa có động thái gia hạn. Lý do Southgate lọt vào mắt xanh của ban lãnh đạo Man United là bởi mối quan hệ thân thiết giữa vị chiến lược gia này và Dan Ashworth, nhân vật được Sir Jim Ratcliffe nhắm đến cho vị trí giám đốc thể thao. Bộ đôi này từng công tác chặt chẽ khi Dan Ashworth còn làm việc cho Liên đoàn bóng đá Anh trước khi chuyển đến Newcastle. Về phần Erik ten Hag, huấn luyện viên này cho biết ông cùng với ban lãnh đạo không có gì khúc mắc. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Hà Lan đã nói với các cộng sự rằng chính ông cũng không chắc chắn tương lai của mình tại Old Trafford. Argentina vừa giành chiến thắng trước El Salvador với tỷ số 3-0 tại sân vận động Lincoln Financial Field ở Philadelphia. Ba cầu thủ lập công cho Argentina là Romero, Enzo và Lo Celso. Riêng bàn thắng đầu tiên có ý nghĩa rất lớn với Di Maria. Cầu thủ đang khoác áo Benfica đã tạt bóng cho Romero bật cao đánh đầu chính xác. Với tình huống kiến tạo giúp Romero ghi tên mình lên bảng tỷ số, Di Maria đã đi vào lịch sử bóng đá Argentina. Lúc này, anh đã có 27 pha kiến tạo trong màu áo đội tuyển quốc gia, vượt qua Diego Maradona. Khi còn thi đấu, Maradona đã có 26 được kiến tạo từ năm 1977 đến năm 1994. Đứng đầu hiện đang là Messi với 54 pha kiến tạo. Trong quá khứ, Di Maria từng nhận nhiều lời chỉ trích nhưng cuối cùng, anh vẫn tỏa sáng để giúp Argentina vô địch Copa America và World Cup. Di Maria hiện vẫn đang là trụ cột tại đội tuyển quốc gia và chuẩn bị chào đón giải đấu Copa America tiếp theo trong sự nghiệp của anh. Với thắng lợi 3-0 trước El Salvador, Argentina tiếp tục duy trì phong độ cao. Trong 18 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Argentina đã thắng tới 17 và chỉ để thua 1. Họ sẽ có thêm trận giao hữu gặp Costa Rica vào ngày 27 tháng 3 trước khi tham dự Copa America vào tháng 6. Trên sân vận động Ullevål Stadion tại Oslo, Na Uy, Erling Haaland bị người đồng đội ở câu lạc bộ là Oscar Bob làm lu mờ. Chân sút 20 tuổi đã ghi bàn, được SofaScore dành cho 8,1 điểm. Trong trận đấu này, đội tuyển Na Uy đã nhận thất bại với tỷ số 1-2. Haaland nối dài chu trận tịch ngòi ở cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển lên con số 3. Trước khi hội quân cùng tuyển Na Uy, tiền đạo của Man City đã im hơi lặng tiếng trong các trận hòa trước Liverpool và trận thắng trước Newcastle. Trong màu áo đội tuyển Na Uy, lần gần nhất Haaland ghi bàn là từ tháng 10 năm ngoái trong chiến thắng 4-0 trước đảo Sip tại vòng loại Euro 2024. Trước Cộng hòa Séc, Haaland tung ra được 3 cú dứt điểm, trong đó chỉ có một lần đưa bóng đi trúng đích. Anh bỏ lỡ 2 cơ hội ghi bàn. Tiền đạo người Na Uy cũng đã để mất bóng tới 11 lần. Giới chuyên gia cho rằng việc Haaland tịch ngòi trong trận giao hữu trước Cộng hòa Séc không phải là vấn đề gì quá lớn. Hơn hết, sức khỏe của cầu thủ này mới là điều quan trọng hơn. Trước trận đấu, Haaland bị bắt gặp đã cảm thấy khó chịu ở phần chân, làm dấy lên những nghi ngờ về anh đã gặp chấn thương nhẹ. Kylian Mbappe sẽ đáo hạn hợp đồng với PSG vào tháng 6. Thời gian qua, xuất hiện rất nhiều thông tin về việc chân sút người Pháp sẽ đầu quân cho Real Madrid. Đây là điều không quá khó hiểu vì Mbappe từ lâu xem Real Madrid là câu lạc bộ trong mơ. Tuy nhiên, Mbappe mới đây bất ngờ lên tiếng khẳng định mình vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai. Tôi chưa có gì để cập nhật thông tin cho các bạn về tương lai của mình vào lúc này. Nếu như có thông tin gì mới, đích thân tôi sẽ là người lên tiếng đầu tiên. Tôi nghĩ rằng tương lai của mình sẽ được xác định trước khi Euro 2024 diễn ra, chắc chắn là như vậy. Bên cạnh đó, tôi cũng không giấu giếm khát khao được khoác áo đội tuyển tại Olympic 2024. Tôi luôn muốn một lần được thi đấu tại sân chơi Olympic, đó là một giấc mơ. Tôi không thể tự quyết định về vấn đề này. Và đến giờ tôi vẫn chưa quyết định được là mình có thi đấu tại Olympic 2024 hay không. Mùa hè năm ngoái, Liverpool gần như thay thế toàn bộ tuyến giữa. Những Fabinho, Henderson, Keita, Milner, Chamberlain đều được đẩy đi. Ở chiều ngược lại, họ chiêu mộ Mark Allister, Szoboszlai, Walter Endo và Gravenberch. Những tiền vệ được Liverpool chiêu mộ trong mùa hè 2023 đều đang chơi tốt. Nhưng để cạnh tranh trên nhiều mặt trận, câu lạc bộ thành phố cảng nước Anh muốn có thêm ít nhất một tiền vệ chất lượng vào mùa hè. Theo Calcio Mercato, Liverpool đang đàm phán với Atalanta về trường hợp của Theun Koopmeiners. Các tuyển trạch viên của Liverpool đã theo dõi cầu thủ sinh năm 1998 thi đấu ít nhất 2 lần trong mùa này và đánh giá rất cao tiền vệ người Hà Lan.
đội chủ sân Anfield chấp nhận chi 60 triệu euro trở lên cho thương vụ này. Thương Cup Miner hiện đang có phong độ rất cao trong mùa áo Atalanta. Anh đã có cho mình 12 bàn thắng và 4 phạt kiến tạo sau 34 lần ra sân. Cup Miner chủ yếu chơi vị trí hậu công trong mùa này, nhưng anh cũng có thể chơi vị trí tiền vệ trung tâm. Cup Miner được đánh giá cao nhãn quan chiến thuật, anh cũng có khả năng dứt điểm cực tốt. Với nền tảng thể lực sung mãn, Cup Miner hoàn toàn có thể tỏa sáng trong môi trường ngoại hạng Anh. Ngoài Liverpool, thì Juventus và Tottenham Hotspur cũng đang được cho là đàm phán với ngôi sao của Atalanta. Theo Bild, Eintracht Frankfurt trả Van der Beek về lại Man United sau mùa này. Đại diện của nước Đức quyết định không kích hoạt điều khoản mua Đức 8,5 triệu bảng. Cơn ác mộng của Van der Beek sẽ tiếp tục, mà trình diễn nhạt nhòa của cầu thủ này không thuyết phục được Frankfurt trích trên Goal. Tuy nhiên, theo The Athletic, Van der Beek cũng không nằm trong kế hoạch của Man United. Đội chủ sân Old Trafford sẽ tìm cách thanh lý tiền vệ này trong mùa hè, trước khi hợp đồng của anh đáo hạn vào mùa hè sang năm. Van der Beek mới chỉ đá chính 4 trận ở Đức kể từ khi gia nhập Eintracht Frankfurt vào tháng 1. Anh thậm chí bị loại khỏi đội hình tham dự Europa Conference League. Tiền vệ sinh năm 97 không có một trận nào chơi trọn vẹn 90 phút. Việc ít được ra sân tại Man United đã ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng chơi bóng của tiền vệ này. Trong cả hai lần được mang cho mượn, Van der Beek đều gây thất vọng lớn. Anh có nguy cơ chôn vùi sự nghiệp của mình dù tuổi đời còn rất trẻ. Eintracht Frankfurt không phải bến đỗ đầu tiên của tiền vệ 26 tuổi này chọn để cứu rỗi sự nghiệp. Năm 2022, Van der Beek cũng đã được cho mượn đến Everton nhưng không khẳng định được bản thân. Trên sóng livestream, Đỗ Messi đã chia sẻ rằng mình được trung vệ nổi tiếng nhắn tin trò chuyện trên Instagram. Những hé lộ như chơi vị trí trung vệ, thi đấu cho Barca và có 22 triệu người theo dõi trên Instagram. Rất nhanh chóng, khán giả đã tìm ra danh tính của nhân vật này. Đây đích thị là Gerard Piqué. Bản thân nam streamer cũng cho biết anh cực kỳ ngỡ ngàng khi nhận được tin nhắn từ Piqué. Tuy nhiên, sau đó đôi bên cũng đã nói chuyện cùng nhau được ít nhiều và thậm chí còn hẹn hò một buổi gặp. Nhiều khán giả đang chờ đợi hai người nổi tiếng này sẽ có những kế hoạch thú vị để hợp tác cùng nhau, nhất là khi Gerard Piqué chính là chủ tịch của giải đấu Kings League, giải bóng đá sân bãi theo mô hình thể thao điện tử ngoài đời thực. Giải đấu này hợp tác cùng nhiều streamer game và từng tạo nên cơn sốt khi bán cháy vé vào năm 2023. Với những điều trên, rất có thể Gerard Piqué sẽ mời Đỗ Messi tham gia vào giải đấu Kings League của anh, bởi lẽ Đỗ Messi cũng là một trong những streamer hàng đầu Việt Nam.